tay mô cả nhà dành cho Thiện Nhân một tràng pháo tay nha. Và sau đây xin mời phụ huynh của Thiện Nhân sẽ tiến lên sân khấu để dành tặng cho em một bó hoa ạ. Và ban nãy khi bước lên sân khấu thì Thiện Nhân đã thể hiện sự tự